chấn động, giới tử vi bất ngờ tiết lộ sự thật cực chuẩn xác về vận mệnh cuộc đời tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Số mệnh giàu sang, đắc tài phú quý, gặp thời đổi đời cực mạnh, giàu hơn tỷ phú, đúng trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi đến quý khán giả lời chúc sức khỏe, bình an và thành công thật nhiều trong cuộc sống. Quý khán giả thân mến, thời gian trôi đi, ai rồi cũng sẽ già, những nếp nhăn trên gương mặt mẹ cha và những bước chân chậm rãi của cha mẹ là báo hiệu của tuổi già đã đến. Ai cũng phải trải qua quy luật của con người, của vòng tuần hoàn, sinh lão bệnh tử, lúc con cháu trưởng thành khôn lớn, là lúc ông bà, cha mẹ ngày một già đi, sức khỏe đi xuống, và đó chính là lúc người lớn tuổi cần sự quan tâm, chăm sóc. Và đến tuổi xế chiều này, nhiều quý cô bác cũng rất cần quan tâm đến vận hạn, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe của mình nữa đúng không nào? Nhiều người hỏi tôi rằng, không hiểu sao họ sống đã quá nửa đời người mà vẫn không hết khổ, tại sao làm việc chăm chỉ quanh năm ngày tháng mà vẫn nợ nần, túng quẫn, không ngóc đầu lên được, nhưng lại có những người đẻ ra đã vượt qua vạch đích, chẳng cần làm gì cũng thừa hưởng cả gia tài, cơ nghiệp bạc tỷ, tiêu mấy đời mấy kiếp cũng không hết. Đó là do số mệnh an bài của mỗi người, và chỉ những người nhìn thấy trước vận mệnh thì mới có thể thay đổi hiện thực khắc nghiệt đó. Có câu nói, thời vận không thông, mưu cầu vô ích, dẫu có muốn cũng chẳng được, ngược lại thời vận may mắn đến, nếu có điều gì thuận lợi cho mình. Quý bản mệnh hãy mạnh dạn mà nắm bắt, nhân duyên cát lành sẽ đưa bạn đi đúng hướng, cứ thế phất lên như diều gặp gió, giàu sang phú quý bám thân không thể cản nổi. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Mậu Tuất 1958 thân mến, mới đây nhất khi xem tử vi cho 12 con giáp thì thấy rằng, bước sang năm 2024, đặc biệt là vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch, vận trình của 12 con giáp có nhiều biến đổi bất ngờ. Có con giáp may mắn liên miên, sự nghiệp và tài vận thăng hoa, may mắn trăm bề, vận trình phát đạt, thành công, đại lợi. Nhưng cũng có con giáp cần phải đề phòng kiêng kỵ, một số điều tưởng chừng rất nhỏ bé, nhưng lại mang yếu tố quyết định này thì mới mong mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện. Và tuổi Mậu Tuất sinh 1958 là con giáp cần hết sức chú ý, kẻo rước họa vào thân, tiền bạc tiêu tán, gia đạo bất hòa. Vậy tuổi Mậu Tuất cần phải làm gì để có thể gặp hung hóa cát, đón thần tài vào nhà, tiền bạc đổ về như nước, hưởng may mắn, giàu có và bình an cả một năm? Thì ngay sau đây sẽ là luận giải tử vi chi tiết. Xin mời quý cô bác hãy cùng chú ý theo dõi để không bỏ lỡ cơ hội đổi đời của mình. Người tuổi Mậu Tuất khi bước sang năm 2024 được đánh giá chung là có vận trình hung cát đan xen, do mệnh chủ phải đối mặt với cục diện xung thái tuế và sao xấu chiếu. Giáp Thìn có thể là năm khó khăn, nhiều biến động và áp lực đối với người tuổi Mậu Tuất, mọi thứ đạt được đều phải đổ mồ hôi, công sức gấp nhiều lần so với năm cũ, cảm giác kiếm tiền chật vật mà tiêu xài lại nhiều do nhiều hung tinh tác động. Có thể trong năm 2024, sự xung đột sẽ xuất hiện nhiều hơn, nhưng đó cũng là thời điểm tốt để bạn thanh lọc các mối quan hệ cũ, đồng thời xây dựng những mối quan hệ mới tốt đẹp hơn. Người thông minh không sợ vận hạn hay khó khăn xuất hiện, mà họ sẽ lợi dụng hoàn cảnh và chạy theo xu hướng để đạt được mục tiêu trong thời điểm tháng 3, 4 âm lịch năm 2024 này. Thì tuổi Mậu Tuất cũng nên sử dụng phương pháp này, mệnh chủ nên nhanh chóng tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp với những người giàu năng lực, ưu tú trong ngành nghề mà mình đang theo đuổi. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đi vào nội dung chi tiết. Đầu tiên sẽ là đặc trưng tính cách người tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Trong 12 con giáp, Mậu Tuất là biểu tượng cho con chó, sinh vật thứ 11 trong hệ tử vi. Nhìn chung, Mậu Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà, trong bất cứ công việc gì. Họ sẽ luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất phẩm giá của con người mình. Trong các mối quan hệ, Mậu Tuất thường được mọi người yêu mến, kính trọng bởi họ luôn có cách giải quyết thông minh, thấu tình đạt lý trong mọi tình huống. Tuy luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng thực chất Mậu Tuất thường sống rất cẩn thận, không dễ dàng đặt niềm tin vào bất kỳ ai. Mậu Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân, họ thẳng thắn và vị tha, sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của người khác, nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của chính mình. Mậu Tuất không chú trọng về chuyện tiền bạc, nhưng họ lại rất quan trọng chuyện đi kiếm tiền. Họ trung trực, ngay thẳng và thẳng thắn, nên trong các quan hệ xã hội, họ có thể gặp những chuyện không hay. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, vật chất. Họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật mâu thuẫn, đôi khi ở khía cạnh tiêu cực. Mậu Tuất là những người khá bảo thủ,
hay cả thẹn, hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Chính vì sự giỏi giang và thấu hiểu mọi sự mà họ có những lúc bảo thủ và không nghe ai nói. Những khi có việc xảy ra cùng cả nhóm, Mậu Tuất sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ như một trưởng nhóm thực sự được giao việc. Khi có việc xung đột, mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề chứ không hận thù. Họ cũng là người khá đa nghi, nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Mậu Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng. Người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Bản thân Mậu Tuất ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng, lối hành xử thô bỉ đối với họ, thì chắc chắn họ sẽ không làm việc với những người có tác phong này và cũng thường không gần gũi. Không chỉ ý thức về bản thân, mà Mậu Tuất cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự công bằng, lẽ phải, chân lý trong cuộc sống. Họ luôn biết cách cư xử và có mối quan hệ chan hòa với mọi người. Mậu Tuất có tuổi trẻ khá vất vả, đều thành công từ hai bàn tay trắng. Bởi thế, họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Họ không chê bai ít hay nhiều. Bản thân họ biết mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội. Do đó, mọi việc làm của họ đều thuận thành và suôn sẻ. Có thể nói rằng, họ là người luôn đặt mục tiêu rõ ràng. Mậu Tuất trước khi làm việc đều có kế hoạch rõ ràng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cũng do đó mà con đường sự nghiệp gặt hái vô số thành công, mọi việc làm của họ đều có sự tính toán từ trước, phần thắng nắm chắc trong tay thì họ mới tiến hành. Bởi thế, khả năng thất bại của họ dường như không có, nếu có cũng từ tiểu nhân ganh ghét mà ra, cần chú ý cẩn thận nhé. Người tuổi Mậu Tuất rất thành thật và khiêm tốn, họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn. Luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng sách ghi chép vận mệnh, những người tuổi Mậu Tuất mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn họ mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo vật, đôi khi tự cao tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất làm một thủ lĩnh đầu đàn, để quán xuyến tất cả mọi việc, tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi đến trung vận mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Xem tử vi, Mậu Tuất có thiên can Mậu, dương thổ địa chi Tuất, dương thổ can và chi cùng hành thổ. Quan hệ tương hợp này giúp cho mệnh chủ là những người có thực lực hơn người. Cuộc đời gặp nhiều may mắn, ít trắc trở. Nếu sinh vào mùa đông xuân và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh, vận trình cuộc đời nhàn hạ, sung túc, ấm no, phần lớn Mậu Tuất sống sớm xa gia đình. Mậu Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ, trau chuốt, tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong cuộc sống. Mậu Tuất không phải kẻ tham lam, họ có tinh thần tập thể cao, thích các hoạt động xã hội, nhưng lòng hay lo nghĩ, tâm trạng ít khi được nhàn nhã. Mậu Tuất hợp với Giáp Dần, Canh Dần, Bính Dần, Nhâm Ngọ, Mậu Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thìn với Bính Thìn, Canh Thìn và các tuổi mệnh Kim, mệnh Thổ, mang hành can Giáp, Ất. Mậu Tuất số không được cậy nhờ, thân độc, sống chủ yếu tự thân vận động lập nghiệp. Người này cần chú ý khi hợp tác làm ăn vì dễ bị phản phúc, lừa gạt. Cuộc đời thường cô quạnh, của cải làm ra thường khó giữ được, cần chú ý. Tuy nhiên, về hậu vận lại an nhàn, ấm no vì họ có nghề nghiệp ổn định. Không phải lông bông, họ là người có học, tuy nhiên khó vào. Song họ vẫn là người sáng suốt, tính toán cơ mưu khi gặp việc khó khăn. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Tuổi Mậu Tuất 1958 thuộc mệnh Mộc, bình địa Mộc, thiên can Mộc, địa chi Tuất mang ý nghĩa tiến sơn chia cầu, tức chó vào núi. Bước sang năm 2024, mệnh chủ Mậu Tuất vừa tròn 67 tuổi âm lịch. Theo học thuyết, ngũ hành mệnh Mộc của tuổi tương sinh với mệnh Hỏa của năm, Mộc sinh Hỏa, thiên can Mộc tương khắc với can Giáp, địa chi Tuất tương xung với Thìn. Như vậy, lá số tử vi của tuổi Mậu Tuất trong năm 2024 có hợp có xung, điều này dự đoán cuộc sống của mệnh chủ sẽ có thuận lợi lẫn cả thử thách cần vượt qua. Tuy vậy, ở độ tuổi này, nếu biết hài lòng với cuộc sống, trân quý những gì mình đang có, thì sẽ được an vui, hạnh phúc không vướng bận điều gì. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi trên từng phương diện chính của con giáp tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 3, 4 âm lịch năm 2024, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Trong thời điểm này, rất khó để tìm thấy vận may,
Vận trình sự nghiệp năm 2024 của người tuổi Mậu Tuất kém sắc hơn năm trước. Rất khó để tìm thấy vận may hay cơ hội tốt. Nhiều khi mệnh chủ cảm thấy thất vọng vì cho rằng mình đã bỏ nhiều công sức ra, nhưng kết quả lại không được như ý. Trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024, dưới tác động của cục diện xung thái tuế, Mậu Tuất làm gì cũng vướng phải khó khăn hoặc trục trặc lên xuống. Các mối quan hệ xã giao không yên bình, khiến mệnh chủ dù hăng hái bắt tay vào công việc, cũng luôn phải nhận lại sự phản đối, thậm chí là hãm hại ngầm của người khác. Ngoài ra, mệnh chủ khó đạt được bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, còn là do chịu tác động tiêu cực của thiên quan. Quan hệ giữa bạn và lãnh đạo thường xuyên mâu thuẫn, ý kiến với nhau, nhiều khi nóng giận quá mức, bạn còn nói lời khó nghe, gây mất lòng đối phương. Sao thiên hư khuyên Mậu Tuất, tốt nhất không nên đắm chìm quá lâu trong những thất bại hoặc những điều không như ý, có như vậy thì sẽ chỉ ngày một buồn chán, thất vọng, thụt lùi so với mọi người xung quanh mà thôi. Thay vì than thân trách phận, oán trách mọi người, cô bác nên nhìn thẳng vào sự thật để rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Nếu có lỗi với ai thì chủ động xin lỗi, ai đã giúp đỡ mình thì nên thể hiện sự biết ơn, có như vậy thì các mối quan hệ của cô bác sẽ được cải thiện nhanh chóng. Tuy nhiên, trong thời điểm này vẫn còn có thiên ấn chiếu mệnh, chỉ cần mệnh chủ cố gắng tập trung nghiêm túc làm việc, không nề hà khó khăn, thì đến nửa cuối năm, thành quả lao động của cô bác sẽ được ghi nhận, thậm chí còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, khiến mọi người phải nể phục. Xét về phương diện tài lộc của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Trong thời điểm này, công việc khó khăn, đồng nghiệp bất hợp tác, vận khí thăng trầm, do thái tuế chi phối cùng với suy thoái kinh tế, hơn ai hết, Mậu Tuất sẽ cảm nhận rõ ràng nhất. Những khó khăn về tài chính trong năm này, cảm giác kiếm tiền khó khăn hơn, xoay vòng vốn kinh doanh liên tục, bất lợi, thậm chí có doanh nghiệp phải đóng cửa. Theo đó, cần thận trọng và có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tránh lối tiêu xài lãng phí, mù quáng, kẻo khi rắc rối xảy ra sẽ trắng tay, thậm chí phải rơi vào cảnh nợ nần. Với người làm công ăn lương, công việc khó khăn, đồng nghiệp bất hợp tác, lãnh đạo gây khó dễ, khiến cho cô bác phải vất vả lắm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều khi kẻ tiểu nhân hãm hại, khiến phạm phải sai lầm, phải dùng tiền túi ra để đền bù thiệt hại. Có thể thấy rằng, trong giai đoạn tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 này, cô bác làm việc cần hết sức cẩn thận để đảm bảo đồng lương của mình, hạn chế gây ra tổn thất. Với người làm kinh tế, các hung tinh đại hao quấy phá liên tiếp xuất hiện, báo trước cho cô bác những thách thức có thể gặp phải về vấn đề tiền bạc, sức cạnh tranh trong năm lớn. Thời buổi người khôn của khó, Mậu Tuất làm gì cũng phải suy tính chu toàn, tích lũy đủ kiến thức chuyên môn, đề phòng bị kẻ xấu dắt mũi, lừa gạt tiền bạc. Cô bác hãy hết sức thận trọng khi tham gia vào lĩnh vực đầu tư, mở rộng kinh doanh, đó có thể là cái bẫy được răng sẵn, chỉ chờ cô bác bất cần nhảy vào mà thôi. Đặc biệt trong thời điểm này, khi hung tinh còn mạnh, cô bác không cần phải quá vội vàng mà mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh của mình. Quan trọng là làm gì cũng phải chắc chắn, giữ chữ tín thì mới chinh phục được lòng tin của khách hàng. Còn nếu cô bác vội vã chạy theo xu thế của thị trường mà bỏ qua chất lượng thì sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh lỗ vốn, khách hàng quay lưng, thậm chí còn phải mang tiếng xấu. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Mậu Tuất sinh 1958 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Thời điểm này, người tuổi Mậu Tuất đối diện với sóng to gió lớn, nhưng may mắn là cục diện ngũ hành tương sinh lưu niên sẽ đem lại điểm sáng cho người Mậu Tuất trên phương diện tình cảm. Dù phải đối diện với sóng to, gió lớn ngoài xã hội thì may mắn là khi về nhà, cô bác vẫn nhận được sự động viên, an ủi của mọi người xung quanh, nhờ thế mà cô bác cảm thấy như được tiếp thêm dũng khí và nguồn năng lượng. Với người đã lập gia đình, mệnh chủ nhận được sự thấu hiểu và quan tâm của người ấy, thậm chí có những khi không cần phải nói, nhưng đối phương cũng có thể đoán được cô bác mong muốn điều gì. Thời gian này có thể thấy rằng, áp lực công việc và tài chính tăng lên rõ rệt, mệnh chủ nên tâm sự và san sẻ với người ấy những gánh nặng của mình, để có thể được nhẹ nhõm hơn nữa. Vì đối phương là người ngoài cuộc nên có thể nhìn nhận được những khía cạnh mà cô bác bỏ qua và sẽ đưa ra cho cô bác những lời khuyên hữu ích. Gia đạo êm ấm, không có nhiều sóng gió, đặc biệt bản thân mệnh chủ còn là tấm gương để con cháu noi theo vì luôn biết cách điều hòa các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Nếu đang sống độc thân, cô bác cũng có thể đón một vài cơ hội để tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Trong năm nay có thêm người chia sẻ và trò chuyện sẽ giúp cô bác tìm được niềm vui, cuộc sống nên mở lòng hơn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024.
Thời điểm này, người tuổi Mậu Tuất duy trì lối sống điều độ, nhưng tình hình sức khỏe cũng không được khả quan vì chủ yếu cô bác phải chịu đựng quá nhiều áp lực do cuộc sống mang lại. Công việc bận rộn, rắc rối xảy đến liên tiếp khiến cô bác thường phải gồng mình gánh chịu, thậm chí còn không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, vì thế mà cô bác thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Những căn bệnh vặt vãnh ập đến là điều không thể tránh khỏi. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, tốt nhất nên sắp xếp thời gian đi thăm khám, chớ để lâu mà bệnh tình ngày một trở nặng. Ngoài ra, cần thận trọng khi đi lại, tránh gặp họa huyết quang, đặc biệt là phụ nữ đang có bệnh trong người, cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, đi đứng lại càng phải giữ gìn, tránh điều bất trắc. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là phần luận giải hung cát trong tháng 3, 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, cụ thể như sau. Vận trình tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Trong tháng 3 âm lịch này, có điểm báo mất của mệnh chủ nên đề phòng và nâng cao cảnh giác, cẩn thận trong đi lại kẻo gặp tai nạn hoặc lỡ dỡ tàu xe, hành trình gây hao tiền tốn của. Xem tử vi vận trình tháng 3 âm lịch, tuổi Mậu Tuất phạm cục diện tương xung thái tuế nên sức khỏe giảm sút mạnh, cần hết sức lưu ý một số triệu chứng bệnh thường gặp như bốc hỏa, nóng trong, táo bón, ăn uống không ngon, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi trong người như kiệt sức, công việc gặp nhiều trở ngại. Nội bộ công ty hoặc cơ quan có sự thay đổi khiến không khí nơi làm việc lúc nào cũng căng thẳng, ngột ngạt, vì thế mà hiệu quả công việc giảm sút. Vận trình tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Trong tháng 4 âm lịch cho thấy, tài khí khởi sắc, có thể gia tăng nguồn thu, nhưng cũng không lớn lắm, chỉ đủ để đảm bảo cuộc sống. Trong công việc, đang không đạt được hiệu quả như ý muốn, do mệnh chủ bị ôm đồm nhiều việc cùng một lúc. Và sau đây sẽ là luận giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Đối với nữ mệnh tuổi Mậu Tuất năm 2024 gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Thái Âm rực rỡ cung hằng, tháng 9 tiền bạc dư ăn để dành, tháng 10, 11 hạn hành, tránh hai tháng ấy mới lành bản thân. Thái Âm là phúc tinh cho nữ mệnh Mậu Tuất, năm có sao này chiếu thì sẽ gặp nhiều may mắn, có chuyện vui mừng trong gia đình, dòng tộc. Tiền bạc có thể kiếm nhiều hơn so với trước, nhất là có duyên đến với bất động sản. Nếu thấy hứng thú thì có thể tìm hiểu và kết nối, sẽ gặp được người giúp đỡ. Theo niên hạn, hạn huỳnh tuyền hạn ấy nặng thay, dẫu khỏi tai nạn khiến dày ốm đau, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn thoát vòng tai ương. Huỳnh tiền là hạn chủ về đau ốm, bệnh nặng, hao tài, nữ mệnh Mậu Tuất dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước, kẻo gặp họa, mưu cầu danh lợi đều khó thành, dễ xảy ra thất bại. Tiểu kết năm 2024 này, mệnh chủ sẽ được hưởng an vui bên con cháu, người thân trong gia đình, nhưng ở tuổi này, cô bác cũng không nên đặt ra những mục tiêu quá cao xa và thách thức cho bản thân mình. Hãy nên tận hưởng cuộc sống của mình, hạn chế lo chuyện bao đồng. Nếu có hứng thú với việc gì thì có thể dành thời gian tìm hiểu. Ngoài ra, hãy cẩn thận khi tham gia giao thông để tránh sự cố. Hạn huỳnh tuyền nhắc nhở, mệnh chủ nên lưu tâm nhiều hơn đến sức khỏe, đời sống tinh thần, nữ Mậu Tuất nên tu dưỡng tâm tính, suy nghĩ tích cực, sao cho sống an vui tuổi già, thân tâm đều được an lạc. Năm này, bản thân mệnh chủ biết quý trọng sinh mệnh, tận hưởng hạnh phúc đến từ những điều giản đơn nhất, những bữa cơm thân mật trong gia đình. Dành thời gian để giúp đỡ con cái, công việc nhà, hãy đọc một cuốn sách sẽ giúp tâm trí của nữ mệnh tuổi Mậu Tuất được thảnh thơi, tràn đầy năng lượng. Cách kích hoạt các tính của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, xanh dương, đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng nâu. Nên tiến hành đầu tư kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản trong năm vì được sao Thái Âm chiếu mệnh nên sẽ gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế, nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Mệnh chủ hãy nên tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi mệnh chủ tốt bụng, không ngại ngừng giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, thì dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách giải hạn huỳnh tiền năm 2024. Về sức khỏe, mệnh chủ nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu bia, thuốc lá kẻo gây họa bất ngờ,
công việc làm ăn nên hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra, làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ, đề phòng tai bay vạ gió. Trong năm, không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Đối với nam mệnh tuổi Mậu Tuất trong năm 2024 gặp sao Thái Bạch, hạn toán tận. Theo tử vi năm 2024, xét về sao chiếu mệnh là sao Thái Bạch. Thái Bạch là hung tinh, gây hao tán tiền bạc rất mạnh. Dân gian có câu, Thái Bạch quét sạch cửa nhà, báo hiệu năm có sao này chiếu, thì tiền bạc tiêu hao. Có tiểu nhân quấy phá, gây chuyện thị phi, thậm chí gây ra kiện tụng, tranh chấp, xấu nhất là tháng 2, tháng 5 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn toán tận này chủ về đau ốm, bệnh tật hoặc thương tật bất ngờ mà gây hao tài tốn của để chạy chữa. Nhìn chung, vận hạn trong năm nay chủ về hao tổn tiền bạc, tài sản nếu làm ăn buôn bán thì cần thận trọng, còn đối với người duy trì công việc nhẹ nhàng, an ổn thì không vấn đề gì. Ở độ tuổi này, sức khỏe là vấn đề hàng đầu mà cô bác cần quan tâm. Người xưa có câu, có sức khỏe là có tất cả, khi thể chất khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn thì cuộc sống mới được hạnh phúc, tốt đẹp. Việc duy trì một thói quen sống lành mạnh sẽ giúp nam Mậu Tuất làm chủ được tình hình sức khỏe của mình. Hãy chăm chỉ tập thể dục, thể thao, vận động thường xuyên, ăn uống thanh đạm để nâng cao sức đề kháng, đẩy lùi bệnh tật. Cách hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Mệnh chủ nên hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm màu đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp mệnh chủ hóa sát, cầu an. Việc dùng người cũng nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt, khiến tiền mất tật mang, tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch cửa nhà thì mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp, giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, mệnh chủ cần thực hiện những việc sau đây. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió hay tai nạn bất ngờ xảy ra, cô bác cũng không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng, mưa bất thường, không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở, làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm, thì hết sức cẩn thận về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức, nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm bình an và may mắn. Tiếp theo trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý khán giả về màu sắc may mắn, giúp Mậu Tuất gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu đen tượng cho sự nghiệp. Màu đen giúp tuổi Mậu Tuất có cách hành xử phải phép, tập trung nghiêm túc làm việc, không nề hà khó khăn, nhờ vậy mà bạn khắc phục được nhiều vấn đề. Thành quả lao động được ghi nhận xứng đáng, bạn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, khiến mọi người phải nể phục. Màu xanh dương vượng cho tài lộc. Người làm ăn thường xuyên sử dụng màu này sẽ giúp bạn tỉnh táo, suy tính chu toàn, nên không bị kẻ xấu dắt mũi, lừa gạt tiền bạc. Bạn cũng sẽ trở nên thận trọng hơn khi tham gia vào lĩnh vực đầu tư, mở rộng kinh doanh, nhờ vậy mà nhận ra đâu là cơ hội cần nắm bắt, đâu là nguy cơ cần tránh. Màu đỏ cam vượng cho tình duyên. Màu này giúp củng cố chuyện tình cảm, bạn trở nên tin tưởng vào người ấy hơn và sẵn sàng tâm sự, san sẻ với người ấy những gánh nặng của mình, đối phương cũng sẽ đưa ra được cho bạn những gợi ý hữu ích. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Mậu Tuất, màu xám, nâu đất, nếu sử dụng màu này sẽ khiến mệnh chủ nghĩ tiêu cực, công việc dễ gặp khó khăn, đồng nghiệp bất hợp tác, lãnh đạo gây khó dễ. Bạn cũng sẽ luôn phải chịu sức cạnh tranh lớn trong năm, nếu không thận trọng thì dễ bị kẻ tiểu nhân dắt mũi, lừa gạt tiền bạc. Thông điệp may mắn mà Tử Vi muốn dành riêng cho tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 ở tuổi 67. Người biết buông bỏ là người chiến thắng trong cuộc đời này,
Chỉ khi một người có lòng bao dung, hết thảy và biết buông bỏ những gì không đáng có thì mới có thể dung nạp vạn vật và thành tựu. Sự nghiệp không cần phải trở thành vĩ nhân, nhưng nắm giữ bí quyết này thì quý mệnh chủ sẽ luôn được hạnh phúc trọn vẹn. Phật dạy về hạnh phúc của tuổi già có điều gì mà khiến bao người ngưỡng mộ? Hãy cùng nghe xem cách hưởng thụ về già như thế nào sao cho an nhàn và vui vẻ, không cần con cháu vẫn sống tốt nhé. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý mệnh chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 nắm được vận mệnh của mình. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc viên mãn. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.